Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Thiện Góc Nhỏ Chuyện Tiên Hiệp Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 147 của bộ truyện Trạch Nhật Phi Thăng của tác giả Trạch Chư, quy dòng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha à, Trước khi bắt đầu nội dung của tập 147 chúng ta tóm tắt một chút ở tập trước nha Ở tập trước thì à, hứa ứng đã từ biệt cái đám người ngoan thất Kim Bắc Di rời khỏi yêu tộc Tổ Đình Định là đi gặp cái đám người nguyên đạo nhân nhưng mà lại bị ngộ không đậu nhân dẫn hắn đi đến một cái đạo tràng của một đại la kim tiên à, sau đó là tặng cái đạo tràng này cho hắn rồi sau đó là ngộ không rời đi thì lúc này phụ thân của hứa ứng là hứa tỉnh cũng đã đi tới nhờ hỷ duyệt dùng cái tiên bệ của mình chở đi đến đến tiên đình thì sau khi đi tới tiên đình đó thì lại gặp một người tự xưng chính là nghĩa phụ của thê tử y và đã dẫn y đi gặp mà thê tử của mình thì hắn cũng đã biết được là thê tử của mình chính là một cung chủ ở tiền giới Rồi, so, diễn biến kế tiếp như thế nào? Thì xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung của tập 147 Của bộ truyện Chạch Nhật Phi Thăng Của tác giả trạch Chư Quay dòng diễn đọc của các mình thiện nha à, Nhớ nhấn like, share, comment Và đăng ký kênh ủng hộ thiện nha à, Đừng quên nhấn cái chuông để cập nhật những tập mới nhất luôn nha Rồi, so, chúc các đại hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha dễ tu di thực lực của ta bây giờ còn không đủ đi tới tiên giới à hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên tiên giới có cảm giác áp bách mười phần xây người lại không nhanh không chậm theo thiên hạ đi xuống phi dưới hắn vừa đi một bên thì tiếp tục tăng cường lạc ấn như ý đại la còn một bên thì dốc lòng tìm hiểu động thiên thứ tám căn cứ vào pháp môn lĩnh ngộ thập động thiên động thiên này ẩn chứa đạo lực gọi là đạo lực động thiên động thiên này không phải là thứ luyện khí sĩ có thể tu luyện vì đạo lực là lực lượng đại đạo luyện khí sĩ nội quan tồn tưởng thường là tồn tưởng đạo tượng bọn họ cần phải tu luyện từ đạo tượng thành đạo tắc từ đạo tắc tu thành đạo liên như vậy mới có thể nắm giữ được lực lượng đại đạo nhưng mà đối với luyện khí sĩ cái điều này là hoàn toàn không thể Vì muốn nắm giữ đạo liên Thì cần có cảnh giới tiên vương Cũng là tiêu chuẩn của kim tiên thời cổ đại Luyện khí sĩ phi thân còn khó khăn như vậy Hướng chi là tu thành kim tiên Nhưng đối với hư ứng Thật ra cái điểm này cũng không khó Đạo tắc thật ra chính là cái phù văn Trong thải khí kỳ Hắn đã giải thích được phù văn tiên đạo đương nhiên là cũng là nhờ tích lũy của kiếp đầu tiên. Kiếp này đạo hạnh của hứa ứng vượt xa trần thế, lý giải đối với đạo lực đã vượt qua cấp độ tiên vương, tiên quân, đã đạt đến thiên quân. Y vừa đi về phía cảm ngộ, chỉ thấy càng lúc càng tới gần mới được động thiên, đạo liên. Thiên hạ cũng không an toàn. Ở trong sông và trên bờ sông có rất là nhiều thứ yêu tà có thể ra tay săn bắt những cái người vượt biên bất cứ lúc nào. Nhất là thiên hạ đã khôi phục. Trong sông vốn có rất là nhiều thứ kỳ quái, được nước sông tẩm bổ, lại đứng dậy dở trò yêu dị. Hứa ứng bị đánh cho liên tục. Có lúc thì bị thi thể trong sông kéo vào trong nước, đôi khi lại bị hoa trên bờ, nuốt chửng. Có đôi lúc thì thủy quái nổi lên mê hoặc thiếu niên. Gặp phải tình huống này, Hứa ứng cũng tiện tay đánh chết đối phương là xong Hắn không có thiên bè Chỉ có thể bay qua bằng thân thể Nhưng quả lại nặng Cho nên buộc phải đi cái đường vòng Hắn vừa đi vừa nghỉ Bất kỳ bất giác đã qua hơn 3 tháng Thầm nghĩ Chắc người đầu nhân Vẫn ở đâu số cung chờ ta Chắc chắn sẽ cho rằng Ta không phải là người đáng tin cậy theo hắn không ngừng tu hành như ý đại la thiên càng thần diệu cũng càng vững chắc có thể hóa thành đạo tràng của y bất cứ lúc nào nhưng hứa ứng muốn khai sáng ra cái môn công pháp thống nhất đạo hạnh mà mãi vẫn không làm được chương lớn thì ở trong như ý đại la thiên của hắn chính thức bước lên cái con đường tu hành luyện thành thủy hỏa giao luyện tự rèn đúc lại mình toàn thân cứng rắn không gì sánh được Mấy tháng này Nó đã quỷ thủy hỏa giao luyện thành công Luyện thành nội đan xung kính nguyên thần Nó không có thân thể Bản thân không có các đại cảnh giới Nhưng mà bất chứng pháp môn kiếm đạo Của Hạ Kiếm Quân Tự tu đạo của mình Kim Hạ Kiếm Quân là cường giả kiếm đạo Đệ nhất ở trên tiên đình Kiếm thuật tự thành mắt cháy Luyện kiếm như là tu hành Kiếm quân cựu yếu được sáng tạo ra căn cứ theo chính cảnh giới của luyện khí, chuyên rèn luyện kiếm thuật. Chuông lớn là dựa lên cơ sở kiếm quân cựu yếu mà sáng tạo ra pháp bảo cựu yếu. Giờ cũng đã đi đúng con đường rồi. Nó là pháp bảo, bản thân ẩn chứa lực lượng cực kỳ cường đại. Lần này tu hành ở trong Đại La Thiên do tiên thiên chi khí biến thành. Muốn cảm ngộ là có cảm ngộ, muốn linh khí là có linh khí, tu luyện cực là nhanh. Đã cho đến lúc hứa ứng xuống khỏi thiên hạ thì nó đã thuận lợi luyện ra pháp bảo nguyên thần. Nói là nguyên thần nhưng mà thiếu mất cái thứ mấu chốt nhất đó không phải là hồn phách. Bây giờ chuông lớn dùng thần thức thay thế hồn phách, luyện thành một cái loại nguyên thần khác. Đột nhiên cảm thấy mình đạt đến tự do tự tại. Các loại phù vân lưu dấu trên người, các loại đạo tượng không biết là vì sao tự hiểu được đạo vận và ý nghĩa trên đó. Những đạo pháp trước đây nó không hiểu, giờ có thể nhanh chóng lĩnh ngộ được rồi. Nó đột nhiên hiểu ra làm sao mới có thể phát huy được uy lực của bản thân, làm sao mới có thể tu hành càng thuận lợi. Mọi thứ đều tự nhiên như là nước chảy thành sông. Đương nhiên là mượn tay của hứa ứng. Đại La Thiên hay là Đại La Đạo Tràng chính là thế giới mà Đại La Kim Tiên lưu dấu đại đạo của mình tùy hứa ứng còn cánh đại la kim tiên không biết là bao xa nhưng mà lưu giống đại đạo của mình vào trong đại la thiên vô tình gia tăng đạo hạnh của chu lớn nếu để cho chu lớn tự mình lĩnh ngộ không biết là phải tới năm tháng nào mới có thể tu luyện đến bước này đây tuy rằng chu lớn u mê không hiểu mình đạt tới bước này may theo ý nghĩa ra sao nhưng mà pháp bảo tu chân vẫn là xưa nay chưa từng có pháp bảo ý thức tỉnh được cái ý thức riêng của mình cũng không phải là số ít rất là nhiều tiên khí có ý thức tự chủ có thể tự phát ra uy lực bảo vệ thậm chí là chủ động công kích nhưng mà pháp bảo có thể tự mở ra một cái hệ thống thu luyện bản thân tự sở hữu đại đạo trước mắng chỉ có cái chuông lớn mà thôi bước ra một bước này nó đã là một đại tông sư xưa nay chưa từng có chu lớn là hoàn toàn không biết gì cả nó vẫn tu luyện ở trong như ý đại la thiên trong đại la thiên có một góc quái hoa thiên hà cũng đang phun ra nuốt vào thiên địa linh khí linh lực đã là hóa yêu rồi dáng vẻ hay càng to lớn hung ác đạo hạnh của nó không tăng lên bao nhiêu nhưng mà thực lực lại là gia tăng gấp bội chỉ có điều hướng đã quên bẩn cái việc này chung lớn cũng đành phải chấp nhận hứa ứng ra khỏi thiên hạ đang định đi đến ly hận viên đầu xuất cung đột nhiên thấy một thân hình yêu kiều bay ra khỏi thiên hạ không khỏi vui sướng nói <laughs> thiên tướng bên cạnh thiên hạ có thần nữ mặc y phục cung đình yêu kiều quyến rũ tay cầm bình ngọc ném vào bình ngọc vào trong nước đang lấy nước của thiên hạ chính là thần nữ của tương giang sở tương tương Sở Tương Tương thấy y cũng không nhìn được vui vẻ, nhẹ nhàng nhấc cái bình lên, trong bình đã rót không biết là bao nước thiên hà. Nàng bay tới, cười, nói: <cười> "Mấy ngày nay Hứa Công Tử đi đâu mà chẳng thấy bóng dáng vậy?" Nàng cũng hơi oán trách, lúc trước tình cảm đã nảy mầm, Hứa ứng lại bỏ nàng chạy không thấy bóng dáng. Tư nữ hữu tình, nhưng không biết tìm đâu. Hứa ứng cười, nói: Trải <laughs> qua trận chiến khắc khư Mấy năm nay ta cũng hối hả ngược xuôi Tu bổ động thiên lục bí Tốn nhiều thời gian nên lơ đảng cố nhân À tiên tư à, người tới đây làm gì vậy? Mấy năm nay sở tương tương tu luyện ở Bồng Lai Thường bầu bạn với Hoa Thất Ảnh Cũng nhận được truyền thừa từ tiên mộ thiên hà Nhất là đạo pháp thần thông của Tủ Đình Thường là tiên thần Kim Tu Mà nàng vốn đi theo cái con đường này vì vậy thời gian qua tu vi ngày càng tinh tiến, bản lĩnh phi phạm. Kẻ thù của phụ thân Ngọc Hồ Chân Nhân tìm tới cửa, muốn quyết một trận tử chiến với cha ta. Phụ thân ta biết được người này quỷ kế đa đoan, chắc chắn là sẽ mời không ít cao thủ hỗ trợ. Và mặt hắn mỏng, không muốn mời người tới giúp, cho nên ta mới tới thiên hạ, thu một chút nước thiên hạ, chuẩn bị tới hỗ trợ. Sở tiền tường nói, Nghe nói thực lực của Ngọc Hồ Chân Nhân cực cao Lần này tuyệt đối không thể để hắn chạy được Hứa ứng trong lòng mấy động Thương Ngô Đại Đế Tuy là một trong tứ đại bá chủ cõi âm Nhưng mà tu vi thực lực còn xa mới có phục lại thời kỳ đỉnh phong nếu giờ chiến với Ngọc Hồ Chân Nhân Chưa chắc đã làm gì được Ngọc Hồ Chân Nhân Và Ngọc Hồ Chân Nhân thì cực kỳ gian xảo Phía sau thì lại có nguyên quân ở trên tiên giới Lần này Ngọc Hồ Chân Nhân chủ động kiêu chiến Chắc chắn là không có ý tốt Hứa ứng Nghĩ đến nguyên đạo nhân ở trong đầu xuất cung Lập tức bỏ qua nguyên đạo nhân Nói Thương ngộ đạo quân có việc Làm sao ta lại quanh tay đứng nhìn được chứ Tương tương Ta đi theo ngươi Sở tương tương cực kỳ vui mừng Nói Có ngươi đồng hành Thế thì không còn gì đáng lo ngại rồi ta còn định đổ nước thiên hạ ra đi dìm chết bọn chúng đó. Hứa ứng cầm lấy bình ngọc của nàng, bình ngọc kia cầm vào trong tay cực kỳ nặng nề, ép cái cánh tay y không khỏi hạ xuống, không biết là chứa bao nhiêu nước của thiên hạ. Hứa ứng kinh ngạc cười, nói <cười> Tương tư, bây giờ tu vi của ngươi đã tiến bộ rất nhiều rồi, không thể coi thường được ha. Sở tương tương cười, nói <cười> Ta và mũi mũi qua thác ảnh Giờ là tỉ mũi rồi Cùng nhau tu hành thiên hạ hà phục ma đại pháp tu gì có chỗ tiến bộ Chẳng qua người thấy nặng Là vì ta có thể nắm giữ nước thiên hạ Ngươi thì không Thế cho nên mới cảm giác nặng nề thôi Nàng nhận lấy bình ngọc Nâng trong tay như không Biến nặng thành nhẹ Hứa ứng biết là trong bình nước thiên hạ này Nặng nề đến cỡ nào Nói Ngọc hồ chân nhân kêu chiến ở đâu hả chúng ta mau chạy tới đó đi sở tương tương nói ngay ở cửa sông nại hà hứa ứng tế lên đệ tam thiên quang mở ra một cái cánh cửa tới gọi âm hai người đi vào trong đó cũng không bao lâu sau đã đến trên nại hà đi qua cầu nại hà chỉ thấy mạnh bà vẫn đang đưa trà trên cầu hứa ứng khẽ cuối người vái chào <laughs> đã lâu không gặp mạnh bà đáp lễ nói cái thằng nhóc họ hứa Ngư hiểu cái nha đầu này đến đây Là định trợ giúp cho thương đế đó hả Hứa ứng xương phải Mạnh bà cười lạnh Thương đế già rồi Mấy năm nay thần lực cũng không có khôi phục Cũng không phải là đối thủ của người ta Huống chi lần này Ngọc Hồ chân Nhân Còn có chuẩn bị Mạnh bà thoáng chần chờ Nhưng mà vẫn nói Gần đây trong cõi âm xuất hiện không ít nhân vật hung ác không phải người ở trên thế gian lão thân tôi cũng là một trong ngũ đại bá chủ cõi âm nhưng mà lão thân ăn bóng lọc tiên đình bị tiên đình giám thị không thể nhúng tay vào các người coi chừng đấy hứa ứng cuối người nói đa tạ đã chỉ điểm Hén tìm biệt mạnh bà cùng với sở tương tương đi theo dòng lại hà sở tương tương oán hận nói Mạnh bà chỉ biết chăm chọc cõi âm có việc xưa nay chưa bao giờ nhúng tay sao ngươi phải tạ ơn bà ta hứa ứng cười nói <cười> bà ta là thần linh cũng không phải giống như chúng ta ngươi có thể tùy ý bỏ đi nhưng mà bà ta lại không phải trong coi cầu đại hạ với cõi âm không được phép rời khỏi dù rồi mạnh bà đã nói trước là có khách từ tiên giới tới thăm đối với chúng ta mà nói chỉ là một câu nhắc nhở không có ý nghĩa nhưng mà đối với bà ta đã là mạo hiểm cả tính mạng rồi đó Bà ta không tiếc tính mạng Khuyên bảo chúng ta Cảm ơn là quá ít ỏi rồi Sở tương tương suy nghĩ gật gợt đầu xương phải Sống hổ Nói Ta chết làm bà ta rồi Hai người dọc theo Nại Hà Dần dần tiến vào trong cõi âm Đến cửa sông Nại Hà Bên ngoài biển chính là Minh Hải Nơi hồn phách quy tụ Hứa ứng nhìn từ xa lại Chỉ thấy trên minh hải còn có một cái vùng lờ mờ Loạn thoáng ánh đèn chiếu rọi Rõ ràng là cái đầu đèn của bác âm đại đế Còn bên kia minh hải Lại có vận sáng đột nhiên mọc từ dưới đất mọc lên Xoay tròn chuyển động Hình thành nên hào quang luân hồi Một nửa dưới đất Một nửa trên mặt đất Cực kỳ bắt mắt Hứa ứng khẽ nhíu mày Thả chậm bước chân Nói nhỏ Tương tương, Ngươi nhìn lên bầu trời kia Có thấy một cái dần mặt trời màu đen không? Sở tương tương ngẩng đầu nhìn lên Không thấy cái vận thái dương lụi tàn kia Nhưng mà lại thấy hàng nha liên miên ảo ảo Bay qua bầu trời Đuổi theo tiền giấy mình mong Sắc mặt hứa ứng nghiêm nghị Hạ giọng nói Lần này Ngọc Hồ Chân Nhân Không chỉ là khiêu chiến thương ngô đạo quân Mà còn có bắt đế đông nhạc Cùng với lương hội nữ đế nữa đều bị hắn khiêu chiến ở đây ngọc hồ chân nhân lấy đâu ra cái lòng tin đó chứ có thể đồng thời ứng phó với tứ đại bá chủ cõi âm cái việc khách từ tiên giới tới này rốt cục là ai đấy hắn vừa mới nghĩ đến đây thì đột nhiên mặt đất chấn động không ngừng nước ra hứa ứng ngừng theo chấn động đó chỉ thấy có vài ngọn núi lớn trong cõi âm tách ra một khe lớn xuất hiện mà phía trước khe nước kia có một ông lão cao lớn quanh người là sương mù xám xanh Đi ra khỏi cái ngọn núi cội âm, bước về phía cửa của sông này hà. Lão già dạ, với cái làn xương màu xám kia đi tới đâu thì âm phủ cũng bị xé rách, vết nứt không ngừng kéo về phía trước. Đó chính là thương ngô đại đế. Sở Tường Tường thầm vui mừng, đã muốn gọi phụ thân nhưng hứa ứng nhéo tay của nàng, nhẹ nhàng lắc đầu. Sở Tường Tường ngờ ngác, sau đó thì cũng không có lên tiếng. Lúc này trên bầu trời đột nhiên có vô số tiền giấy tung bay, rung động ầm ầm. Tiền giấy tổ hợp lại với nhau tạo thành một cái vần thái dương lụi tàn. Từ trong cái ánh mặt trời cho tàn kia, có một bộ xương kinh hồng xông ra, kéo theo từng cái xiềng xích, lôi mặt trời cho tàn, bay về phía cửa, này hà. Vô số hàng nha xông vào trong mặt trời, bỗng chốc, hóa thành một cái bóng đỉnh thiên lập địa, ngồi trên bảo tọa, ở trong mặt trời cho tàn. Để cho đến lúc đến cửa sông Thì cái bóng trong mặt trời vương người đứng dậy Dậm chân nhảy xuống Hạ vào trên bờ biển Mặt trời cho tàn theo sau đầu của hắn Thi thể tam túc kim ô Thu hai cánh lại Hạ xuống trên vai của hắn Cùng lúc đó Cái vòng lưng hồi khổng lồ của âm phủ xoay tròn Mọc từ dưới đất lên Càng lúc càng lên cao Hóa thành một cái vần trăng treo trên không trung Vần chân này bay về phía đây Càng ngày càng gần Chỉ thấy tất cả ánh trăng tập trung trên một người đó là một thần nữ mỹ lệ thánh khiết dưới ánh trăng nàng chậm rãi đi tới bước chân trên mặt biển cùng lúc đó phong đô thần sơn ẩn hiện trên mặt biển đột nhiên biến mất không còn tâm hơi chỉ còn lục đại thiên cung cổ thần lơ lửng trên đó sừng sững từng cái vị thần ma tướng màu hung ác lá cờ phát phới tiếng trống vang dội lại có một lão giả dáng vẻ già nua cầm theo cái đèn dầu dẫm lên mặt biển đi về phía này sau lưng của hắn là một cái đế hoàng đầu đội đế quan đang từ từ đứng dậy thân thể càng ngày càng cao lớn càng ngày càng hùng vĩ thần lực sao động bành trướng khiến cho mặt biển không ngừng sụp đổ tứ đại bá chủ âm phủ cuối cùng cũng hội tụ lại hứa ứng nhìn chung quanh thầm nghĩ tứ đế âm phủ tập hợp chỉ dựa vào mỗi một mình ngọc hồ chân nhân thì chẳng có cái gì đáng để ý hết Rốt cuộc cái lão già này đang làm cái gì đấy Được nhiên Lại có một tiếng cười lớn vang lên Ngọc Hồ Chân Nhân mặc áo bào rộng thùng thình Xung quanh đây là một loạt mỹ nữ Ngồi trên một cái đài ngọc Bay tới cười nói <cười> Thưa ngô bắt đế đông nhạc luân hồi Bốn gì đạo quân Đúng là người đáng tin cậy Hứa ứng nghe tới mấy cái chữ đáng tin cậy sắc mặt âm trầm, thầm nghĩ. Chẳng lẽ Ngọc Hồ chân Nhân biết ta nắp ở gần đây sao, nên cứ ý chăm chọc ta? Thương ngô đại đế, đông nhạc đại đế, nhìn thấy lẫn nhau, đều thầm giật mình. Thế mới biết Ngọc Hồ chân Nhân mời cả bốn người bọn họ tới đây, chắc chắn là có chuẩn bị sẵn, ai nấy điều truyền âm nói. Các vị đạo hữu coi chừng đó. Ngọc Hồ chân Nhân ngừng Ngọc Đài lại, Nhìn về phía bắc ông đại đế, cười, nói <cười> Năm xưa, kim hạ kiếm quân giết đạo quân Đạo quân còn nhớ hai đại tiên quân bên cạnh kim hạ kiếm quân không? Thật trùng hợp, bọn họ cũng hại giới rồi được ta mời tới Cho mời lương diệt lương tiên quân, doãn ngọc doãn tiên quân Hắn cúi người đứng dậy, chỉ thấy trên bầu trời sấm vang chấp giật Đột nhiên có một thần kiều hiện lên. Trên thần kiều xuất hiện một quái nhân đầu đeo mặt nạ răng nanh. Còn sau lưng quái nhân kia lại là một nguyên thần cực kỳ khổng lồ đang từ không gian khác tiến vào. Ngọc Hồ chân nhân cười nói: <cười> "Ngoài ra còn có Tiên quân Dương Nhược An đã giết chết Đông Nhạc đạo hữu, Tiên quân Trương Sơn Tông đã giết chết Thương Ngô Đạo Quynh và A Nhị Thập Bát Tú Tiên Dương cũng đã cùng nhau dây quét lưng Hội Đạo Quynh. À, ta đều cố gắng mời tới hết. <laughs> Bộ trời xung quanh không ngừng chấn động. Từng thân ảnh vĩ ngạn từ trên trời giáng xuống, trang nghiêm túc mục, đem âm phủ tứ đế về quanh. Hơn nữa, ta còn mời tới một vị đại nhân vật. Ngọc Hồ chân nhân khôn người, nghiêm nghị, nói Cho mời thế tử của Nguyên Quân, Linh vô tâm điện hạ. Tại tiên giới, hứa tỉnh suốt cuộc đã cùng thế tử Lan Tố Anh của mình gặp lại. Hai người gặp nhau, Trong mối cảm xúc ngổn ngang. Tất cả ngôn ngữ khó có thể kể rõ. Hai người bốn tay nắm lấy, nước mắt không ngừng chảy xuống. Hứa Tĩnh lại cảm thấy ngón tay của Thê Tử mình ở trong lòng bàn tay của mình vẽ tới vẽ lui trong lòng khẽ động. Đó chính là trò chơi đón chữ năm đó mà bọn họ khi yêu nhau thường xuyên chơi. Hắn tĩnh tâm lại, lại phát hiện Thê Tử lên thứ anh mình viết bốn chữ. Tùy thời chạy mau. Tùy thời chạy mau sao? Hứa tỉnh mang thấy cái vẻ mặt tươi cười Đối mặt với Chí Tôn Thì muốn chạy là có thể chạy tới nơi nào chứ Hắn đã nhập cuộc Thân đã ở trong cục của Chí Tôn Vô luận là như thế nào Cũng trốn không thoát Cũng trốn không được à, ứng năm đó Cầm cây châm cài tóc đi vào trong tiên đình Ngoan ngoãn làm ương khuyển Cũng là ý thức được điều này Ta không thể trốn Thời gian gần đây càng không thể hớn mỉm cười ôm thê tử vào lòng thầm nghĩ <laughs> vậy thì đây là một tiên đình để những ương khuyển vậy cứ như là phụ tử sông hùng tại cửa nại hà cõi âm ở trên bầu trời âm phủ đột nhiên chấn động kịch liệt bầu trời có ánh sáng truyền đến lập tức ánh sáng nổ tung so với các tiên vương tiên quân giáng lâm lúc vừa rồi còn có uy thế dữ dội hơn bầu trời rung rẩy kịch liệt như là tấm màn vải không gian không ngừng nổ tung như khó mà chịu được thân thể của nhi tử nguyên quân linh vô tâm thậm chí âm phủ xuất hiện lôi đình lôi hỏa không ngừng sâu động trên không trung tạo mắt ra bốn phía phát ra từng tiếng nổ vang trên bầu trời đột nhiên có tiên quan sáng người chạy ra bốn phía một cái gương mặt không rảnh xuất hiện trên bầu trời cực kỳ rộng lớn Tiếp theo gương mặt kia chậm rãi chậm xuống, thân hình giống như là bạch ngọc chậm rãi xuất hiện. Đó chính là nguyên thần của Linh Vô Tâm. Nguyên thần của người này quá là mạnh mẽ. Đạo lực cường đại làm cho không gian bốn phía rung rẩy xuất hiện giòn tan. Qua một lát, nguyên thần cường hoành vô biên của Linh Vô Tâm mới tự tiên giới hạ lâm. dáng người vĩ ngạn của hắn hàng lâm Bốn phía đạo tràng cuồn cuộn Đạo liên sinh trưởng Xen kẻ lẫn nhau vô cùng sáng ngời. Mở chỗ nguyên thần sừng sững, chỉ thấy từng gốc cây xanh bừng, sinh trưởng mạnh mẽ. Một thiếu niên áo trắng ngồi dưới tàn cây, mặt mang theo nụ cười, tay cầm một quyển sách đang đọc sách. Mặt của hắn ôn nhu lộ ra cứ khuôn mặt mỹ ngọc không tì phết, đôi mắt cũng lạ giống như ngôi sao sáng ở trên bầu trời, tuấn mỹ khiến cho người ta khó quên. hắn hắn chính là thái tử nguyên quân linh vô tâm tiền cặp mắt rơi vào trên người của linh vô tâm Chứ dù là đồng dạng là người trong tiên giới cũng có vài người chưa từng gặp qua thái tử nguyên quân Bác quá rất là nhiều người đều nghe nói qua nhị ngốc tử của nguyên quân mấy cái lời này liền ám chỉ thái tử linh vô tâm Bác quá hiện tại xem ra linh vô tâm làm sao có bộ dáng nhị ngốc tử chứ Dương mạo tuấn mỹ tâm trí tài lanh chỉ mới xuất hiện đã là vượt qua vô số người Tứ đế ngồi âm sắc mặt nghiêm nghị thầm hô là không ổn lần này ngọc hồ chân nhân muốn quyết chiến sinh tử với bọn họ bọn họ cũng biết lần này hung hiểm nhưng mà tứ đế có âm sợ gì nguy hiểm không ngờ cái tên âm độc ngọc hồ chân nhân lại mời toàn cường giả đã từng tập kích bọn họ năm xưa tới tổ chức một đợt vây quét mới Thậm chí ngay cả cái vị thái tử nguyên quân thâm sâu khôn lượng này cũng ra tay. Linh vô tầm buông quyển sách trong tay ra, gương mặt mỉm cười, điềm nhiên nói nhỏ. <laughs> Bốn vị thúc bá, vốn an táng ở trong mộ quỳ của mình, đang nghiêng đang lạnh để đi phục sinh làm gì chứ? Hắn vương người đứng dậy, nhìn về phía tứ đại bá chủ cõi âm, cười nói. <cười> Như vậy chẳng phải khiến cho giảng bối khó xử sao? Cũng may là Ngọc Hồ phát hiện kịp thời Nếu không chi dị thuốc bá gây đại họa ngập trời Như vậy thì mẫu thân của ta khó xử lắm Hắn mặt mày tươi cười Nói <cười> Dù sau năm xưa Các người cũng bị mẫu thân của ta hạ lệnh đánh chết mà Đông nhạc Thương ngô cùng với bất đế Sắc mặt trầm xuống Trong lòng biết khó có thể ổn định rồi Bất đế liếc nhịn Năm đại thiên cung khác của Minh Hải chỉ thấy cái đám người ti cấm phủ quân Còn chưa có chạy đi Thoáng yên tâm Hời. Sau khi đánh nhau Bọn hắn hẳn là sẽ chạy đi Nhưng mà tốt xấu gì Cũng có thể bảo toàn được một phần lực lượng cho Minh Hải Thực lực của Linh Vô Tâm quá mức lời cường lại Ký tức nặng nề Chỉ sợ là tiên quân cấp bậc tồn tại Tư vi của người ta Lại là thâm hậu hơn tiên quân bình thường rất nhiều Nhất là nguyên thần thật sự là khủng bố, không thua kém gì nguyên thần của bọn họ. Sau khi bọn họ chết, vô lễ bái chưa hết, hương quả vẫn còn, vẫn chưa có được nguyên thần. Nhưng đã qua hơn 6 vạn năm, mọi người cũng đã lãng quên bọn họ. Lần này nếu là tử vong e rằng cả nguyên thần cũng sẽ bị giết chết, không thể phục sinh được. Linh vô tâm cười, nói <cười> Bốn vị thúc bá mẫu thân của ta mời, mời. Ánh mắt hắn đột nhiên nhìn chăm chăm vào mặt sông Đại Hà, không nói ra lời. Đám người, theo ánh mắt của hắn nhìn lại, chỉ thấy có một thiếu niên cùng với một nữ tử dung mạo tú lệ động lòng người đứng trên mặt nước. Nữ hại cung trang, diện mạo tú mỹ, ngọt ngào, lại lạc nhiên hào phóng. Có tận nhân trang nghiêm, lại có tiên nhân phiêu vật, theo sự là làm cho người ta thích thú. Về phần thiếu niên kia sắc mặt có một chút đen Có nữ tử như vậy ở bên người Ai còn có thể nhìn ra dung mạo của hắn nữa Linh vô tâm đột nhiên Mắt nghiêng nghiêng Khóe miệng chảy nước miếng Nghiêm nghiêng là một bộ nguyên quân Gia ngốc nhi tử Cười hắc hắc Nói <laughs> Tiểu tiểu phụ phụ thân người, người, sao lại ở chỗ này Lúc này lực chú ý của mọi người Tập trung trên người hứa ứng Sắc mặt ai nấy đều đại biến tiểu phụ thân Hứa ứng chớp chớp mắt Có một chút không rõ là chuyện gì xảy ra <laughs> Tiểu phụ thân Ngươi muốn thu hộ bốn người này hả Linh vô tâm vẽ mặt nịnh nọt Hồn nhiên không còn tướng Mỹ Cùng với siêu phàm vừa rồi nữa Nhu quang quanh thân cũng không cánh mà bay Thế vào đó là Một chút cái màu vàng nhẹ nhàng Tiểu phụ thân Muốn thủ hộ bọn hắn Càng như tự nhiên là không thể xuống tay với bọn hắn rồi Kiểu gì cũng phải nể mặt mũi tiểu phụ thân Hắn nói tới đây Đột nhiên lý trí chiến thắng sợ hãi Đầu đang cuối thấp chậm rãi nâng lên Lại khôi phục cái vẻ tuấn mỹ thông dông vừa rồi Gương mặt nở nụ cười điềm nhiên Thả nhiên nói Ta <laughs> đột nhiên nghĩ ra Hứa ứng Ngươi đã không còn là hứa ứng lúc trước nữa rồi Ngươi không còn là đệ nhất đã thủ của tiên đình nữa hứa thiên tôn ngươi đã bị phế rồi thân thể vừa khơm lưng luồn cuối giây phút này chậm rãi đứng thẳng khí khái anh hùng lại bừng bừng hắn cười ha hả trong thanh âm tràn đầy khoái ý ánh mắt giường trên người của hứa ứng <laughs> hứa ứng năm đó ngươi đánh đến nguyên quân phủ trước mặt của mẫu thân ta đánh ta thành trọng thương ta hận ở trong lòng Nhưng mà lại bị ngươi bức bách Không thể không giả ngô giả ngơ Sau đó ngươi lại nhiều lần đến nhà ta Gặp riêng mẫu thân ta Còn ép ta gọi ngươi là tiểu phụ thân Ngươi sẽ không cho rằng Ta thật sự bị ngươi đánh đến trốn gián chứ Lúc này lời nói vừa ra Từng cặp mắt lập tức tập trung trên người hứa Sợ hơi tuyên tường, tường Chớp chớp mắt Cũng nhìn hứa thấp giọng nói Ngươi đánh hắn Thế ngu ngốc luôn hả Còn cùng với mẫu thằng của hắn tư hội nữa Hứa ứng mỉm cười Nói <cười> Đây chính là du khống thôi Tường tường yên tâm đi Tại đi nguyên quân phủ Khẳng định là có chính sự chỉ là ta không nhớ được thôi Sợ hơi tường tường chớp chớp mắt Cái câu nói này Giống như là điều lấy cái cớ mà thôi Linh vô tâm cười lạnh Nói <cười> Hứa thiện tôn hứa chân nhân, hứa chân quân. Nhờ ngươi ban tặng, nên trên tiên giới mấy dạng năm, ta liền không ngốc đầu lên được. Hôm nay hiếm khi gặp được ngươi, đúng là ý trời để cho ngươi đến đây chịu chết, Bảo có mối thâm thụ đại hẳn của ta. Hứa ứng mỉm cười, chậm rãi, nói. đại nhi tử, làm sao ngươi lại biết ta chưa có khôi phục lại kiếp kiếp đầu tiên cùng với thực lực vậy? Linh vô tâm Sắc mặt chợt biến, lại lộ ra cái vẻ nịnh nọt biểu tình, si ngóng ngây ngô, vỗ tay cười nói: <cười> "Thường thế cái tiểu phụ thân đã tốt rồi hả, chứ nhớ thực lực của tiểu phụ thân cũng đã khôi phục rồi, thật tốt, thật tốt quá mà." Hứa <laughs> ứng, nói: um, tất cả cũng không có." Sắc mặt của Linh Vô Tâm đột nhiên âm trầm, đứng thẳng thắt lưng, ngốc nghếch vừa rồi cũng không cánh mà bay, thản nhiên nói: <laughs> Xem ra Ta muốn lưu lại toàn bộ thi thể cho ngươi Cũng không có khả năng rồi Ngươi đâu Hứa ứng ừ, lại nói Nhưng mà thực lực của tao bây giờ Có thể cũng không yếu hơn lúc đó bao nhiêu đâu Sắc mặt của Linh vô tâm lại biến đổi xiên ngốc cười ngây ngô <cười> tiểu, tiểu phụ thân Lại nói giỡn với càng nhi đúng không Phụ thân ơi Phụ thân vẫn nói đùa như trước vậy Tiểu phụ thân Ngươi nói là thực lực của ngươi mạnh như vậy Có thể để cho Cà Nhi nhìn một chút được không Hứa ứng cổ đảng tu vi tiến lên cổ đại pháp bảo Điều động thất đại động thi Sắc mặt Linh Vô Tâm chầm xuống Chậm trải ưỡn thẳng người Cười nhạo Nói Hơ Chỉ vậy thôi hả Hứa lão cẩu Quả nhiên ngươi đã kém xa trước đây Lúc trước ngươi như người trời Ta kêu ngạo cỡ nào nhưng mà đứng trước mặt của ngươi vẫn là phải hổ thẹn tới không còn nhìn mặt mũi được ngươi đánh bại ta thậm chí ta cũng không dám nảy sinh cái ý nghĩ giao chiến với ngươi một lần nữa chỉ có thể giả ngay giả dại nhưng mà bây giờ ngươi kém xa kiếp thứ nhất hôm nay phải cho ngươi chết không có đất chôn hứa ứng vốn chỉ muốn đem thử chênh lệch giữa bản thân và kiếp đầu nghe vậy phát động như ý đại la thiên kêu trên đỉnh đầu cười nói <cười> Bây giờ thì sao hả Linh vụ tâm liếc mắt nhìn đại la đạo chàng Lộ vẻ thất vọng Lắc đầu nói <laughs> Hứa ứng Ngươi đang đậm cái gì vậy Khoe khoang pháp bảo của mình hả Đạo Tràng của ngươi không phải là của mình Cảnh giới của ngươi thì treo ở bên ngoài Là để làm biên ngắm cho người khác hả Hứa ứng Ngươi không phải là hứa ứng của trước kia Hắn chấp tại sau lưng Đứng ngạo nghễ, Thả nhiên nói hứa ứng lúc trước tay không tắt sắt mà như có được vị bảo quý giá nhất thiên hạ bản thân hắn chính là bảo vật mỹ lệ nhất thế gian hắn đầy tự tin ý chí chiến đấu sôi sục cường đại già dạ dặn trên người hắn có khí độ không gì làm được nếu hắn là ngươi hắn sẽ tuyệt đối không vận dụng những pháp bảo này để duy trì cảnh giới vì hắn khinh thường Linh vụ tâm lắc đầu nói ta có thể khúm núm gọi hắn là tiểu phụ thân thậm chí là dễ dàng tha thứ cho cái chuyện hắn và mẫu thân của ta đầu mày cuối mắt. Vì hắn mà khiến ta thâm phục, khiến cho ta không dám phản kháng, thậm chí là trong lòng ta rất là hy vọng hắn là phụ thân của ta. Nhưng mà ngươi cũng không phải hắn. Hắn lộ vẻ thất vọng. Ngươi chỉ là một người trông giống hứa ứng, tên hứa ứng mà thôi. Sau khi hắn chết, ta thường xuyên thương tiếc, cái nhân vật như vậy đáng lẽ không nên tồn tại trên đời. Nhưng hắn lại tồn tại Đã kích vô số hào kỳ kinh tiên giới Chẳng qua đã là không nên tồn tại trên thế gian Cho nên hắn nhất định là phải chết yếu Hứa ứng Ngươi không phải là cái người kia Ngươi chỉ trông giống hắn mà thôi Hứa ứng biến sắc Nhưng mặt mày lập tức giãn ra Cười Nói <cười> Ta cũng cảm thấy ta không phải là hắn Nhưng mà ta còn đi xa hơn cả hắn Linh vô tâm lại cười lạnh nói Hơ, đi xa hơn hả ngươi có thể sống đến bây giờ chẳng qua là đế quân dung túng thiên tôn thờ ơ hai cái gì đó còn có cái tính toán khác nhưng mà ta thì không phải ta sẽ phá tan cái tính toán của bọn hắn lấy đầu của ngươi lập chiến công chưa từng có hắn hét dài một tiếng nguyên thần nguyên nga sau lưng từ từ đứng dậy một tay là một trưởng một tay là một quyền đột nhiên chạm vào trước ngực quát lớn Diệt trừ tất cả thần linh ở chỗ này cho ta Sau khi hai tay của hắn chạm nhau Đạo tràng của hắn đột nhiên bộc phát Chỉ trong khoảnh khắc đã bao phủ cả hắn Và hứa ứng cho nại hà Tiền đạo liên khổng lồ Múa lượng chung quanh hứa ứng Tỏ ra hào quang nguy hiểm Hứa ứng giơ tay đẩy ra Chỉ khi đạo tràng bao vây lấy mình Thì đã đẩy sở tương tương đi Đạo liên khổng lồ lướt sát qua người sở tương tương Chết một chút nữa đã khiến nàng hương tiêu ngọc phẫn. Hứa ứng cũng giơ hai tay chỉ một cái, đặt lên chớp mũi của mình, quát. Như ý Đại La Thiên, khai! Viêu một tiếng, như ý Đại La Thiên đột nhiên hóa thành khổng lồ và chạm với đạo tràng của Linh Vô Tâm. Đạo tràng của Linh Vô Tâm thiên truy bách luyện, tuy hắn trông như là thiếu niên, cũng không lớn tuổi lắm, nhưng mà trên thực tế còn cổ xưa hơn cả hứa ứng nhiều. Mấy vào năm trước, hắn đã tu luyện đến cảnh giới tiên quân. Trải qua vạn năm rèn luyện, đạo tràng cô động không gì sánh được. Đạo tràng của hắn khắp nơi đều là tràn ngập sát cơ. tư vi tiên quân mà hùng hồn như vậy, chỉ thấy trên người kim hạ kim quân. Đạo tràng của Linh Vô Tâm không kém gì hơn kim hạ kiếm quân bao nhiêu. Còn đây là lần đầu tiên hứa ứng hoàn toàn dung hợp đạo hạnh của mình vào trong đạo tràng Tuy rằng đạo tràng này không phải là do y Tự tu luyện mà được Mà là cái thứ y mượn dụng. Nhưng mà đạo hạnh của y quá là cao Thái thanh, ngọc hư, hư hoàng Minh hải, huyền hoàng Hỗn độn, sinh thực Các loại đạo hạnh Mới một loại luyện thành đạo tràng Đều là cao cấp tới cực điểm Nhiều đạo hạnh cao thâm như vậy Là mượn tiên thiên, đại la thiên Hòa làm một thể Càng thêm bất phạt Tuy hắn nhận được như ý Đại La Thiên mấy tháng thôi Nhưng mà chống lại đạo tràng của Linh Vô Tâm Lại hoàn toàn không rơi xuống thế hạ phong Nguyên thần khổng độ vô biên của Linh Vô Tâm ra xứng chen tới Chưa vào trong thân thể nhỏ nhỏ của hắn Linh Vô Tâm gầm thét Như là bị nguyên thần của mình làm cho phát nổ Lực lượng khổng lồ trong nguyên thần của hắn Được dung nhập vào trong thân thể Khiến cho thân thể vốn hơi gầy gò Phình to gấp đôi Cực kỳ dữ tợn đây là đại đạo mà hắn tu hành Nguyên thần của hắn quá là mạnh mẽ Mạnh mẽ tới mức thân thể không chịu được Ngày thường phải đặt nguyên thần Ở bên ngoài cơ thể Tránh kẻo làm bị thương thân thể Chỉ có khi chiến đấu Thì hắn mới thu hồi vào trong người ưng Khoảnh khắc đạo tràng của hai bên va chạm Linh vụ tâm lao như bay tới Đột nhiên nghiêng người lao đến Đánh như là muốn xuống đổ kim sơn ngọc trụ Quát lớn bốn dạng năm quá lại tiếp một chiêu tam thập tam thiên quán nhật thủ của ta bước chân của hứa ứng tách ra như là án mây bay bàn tay nâng lên thi chuyển thần thông vô chạm với thân thể như là vũ bảo của linh vô tâm sầm một tiếng kinh lực của hai người bộc phát hứa ứng đứng yên tại chỗ không hề nhúc nhích linh vô tâm thì bắn ra phía sau phía trước sau lưng lập tức hiện ra hư ảnh tam thập tam trọng thiên nương theo chiêu thức của linh vô tâm chỉ thấy trong tam tập tam trọng thiên kia có một linh vô tâm khác tấn công về phía hư ứng như là cuồng phong vũ bảo phủ khâm bốn phương thám hướng thế công của hắn cực kỳ xảo diệu mỗi chiêu mọi thức đều nhắm vào trong cửu đại pháp bảo sâu lưng của hư ứng định hất bay cửu đại pháp bảo này khiến cho cảnh giới hư ứng rơi xuống nếu vậy hư ứng chỉ còn lại là một luyện khí sĩ giao trì kỳ, kỳ hiển nhiên là không xứng lập đối thủ của hắn hai chân hứa ứng muốn là cấm rễ tại chỗ đột nhiên lắc mình một cái phía trước sau lưng đâu đâu cũng là hứa ảnh của hắn khiến cho người ta không khỏi hoa cả mắt linh vô tầm có công kích ra sao cũng bị hắn ngăn lại để cho đến khi tam tập tam trọng thiên tiêu tán những hứa ứng kia cũng trùng trùng được điểm với nhau hòa làm một thể lúc trước hứa ứng chỉ có đạo hạnh thiên quân mà không cách nào phát huy còn bây giờ hắn thử đau mổ châu bất cứ chư pháp nào của linh vô tâm bất cứ thận thông nào cũng bị y tùy tiện phá vỡ linh vô tâm hét lớn tấn công hứa ứng như điên đột nhiên da thịt thân thể nổ tung máu tươi bắn ra thiếu niên nổi giận gầm lên một tiếng thế công càng mãnh liệt bàn tay hứa ứng chậm đi chiêu thức cũng càng lúc càng chậm nhưng mà mỗi đòn đều nặng nề không gì sánh được linh vô tâm đỡ một đòn của y là bị chấn động đến mức thân thể xếp một chút nữa nổ tung da thịt căng cứng đột nhiên linh vô tâm học máu liên tục thân thể cũng không cách nào gánh chịu được lực lượng của nguyên thần nhảy về phía sau chỉ trong khoảnh khắc đã đến bên trong tiên quan trở về tiên giới hắn đứng trước Cứ vết nứt tiên giới cười lạnh nói họ hứa cho dù ngươi đánh bại được ta ngươi cũng không phải là hướng ngươi chỉ là cái người giống hắn thôi Hứa ứng kiếp đầu tiên dùng cảnh giới gì đánh bại ngươi hả? Thấp nhất cũng là tiên quân Ta dùng cảnh giới giao trì đánh bại ngươi Chứ dù sử dụng cũ đã pháp bảo Ta vẫn mạnh hơn lúc trước Hứa ứng không nhìn nổi Mà trong lòng bừng bừng lửa giận Cái kiếp đầu tiên của hắn đúng là cường đại Nhưng mà tu vi cảnh giới cũng cao Khi mà ngồi lên cái chức vị Đẩu bộ tam chân Y chính là tiên quân Còn kiếp này y mới là cảnh giới giao trì Mà đã đánh bại được Linh Vô Tâm Chẳng phải chứng tỏ y còn mạnh hơn kiếp đầu tiên sao Tiên quân và giao trì Còn cánh thần khí Đệ tam thiên quan Phi thân Nhân tiên địa tiên thiên tiên Tiên vương Cho dù hướng ứng dụng cửu đại pháp bảo Nhưng cũng không cách nào sang bằng được trên lệch này So với kiếp đầu tiên Y còn mạnh hơn ở đạo hạnh Ở đến ngộ động thiên Đạo pháp của y cũng vượt xa kiếp đầu Nhưng mà Linh Vô Tâm vẫn nói y không bằng kiếp đầu <laughs> kiếp này của ta Hơn nữa Đã có 7 năm ta bị chuyện kiếp giả dòng Cho tới bây giờ ta mới có 32 tuổi Hứa ứng phất ống tay áo Mấy cái người này luôn luôn lấy cái thành tựu tu hành Mấy trăm năm của kiếp đầu tiên Ra so sánh với thành tựu Hai mươi mấy năm của y Nói y không bằng kiếp đầu tiên Rõ ràng quá là hà khắc Tu luyện hai mươi năm Cho dù là tốc độ tu luyện của y có nhanh chóng cỡ nào đi nữa Cũng không thể bằng kiếp đầu tiên Tu hành mấy trăm năm Nhưng mà hắn chợt tỉnh táo lại Hiển nhiên là Linh Vô Tâm Sẽ không đi tìm hiểu hứa ứng kiếp này Tu luyện bao nhiêu năm Cảnh giới như thế nào Hắn chỉ ra cái sức tìm hiểu cơ sở Trong đạo tâm của hứa ứng Không có sơ hở Cũng phải tạo ra sơ hở Lúc này hắn vẫn đứng trước cái vết nước tiên giới Đứng trên cao nhìn xuống cõi âm Tìm cơ hội nếu mà tâm thần hư ứng rối loạn Rất dễ bị hắn nắm lấy cơ hội Chuyển bại thành thắng Nguyên thần của Linh Vô Tâm tách khỏi thân thể Như là chim ưng, như là sói đói Nhìn chăm chăm vào hư ứng Hắn trông như là đang thua trận Trốn về tiên giới Nhưng làm hắn bị thương không phải là hư ứng Mà chính là nguyên thần cường đại của hắn Nguyên thần của hắn thật là quá mạnh gây áp lực quá là lớn cho thân thể Khiến hắn không thể chịu nổi đây lại là tai hại chung trong truyền thừa của nguyên quân nguyên thần của nguyên quân cũng cực kỳ cường đại cường đại tới mức thân thể khó mà chịu nổi không thể không ký thác vào đạo tràng vừa rồi hứa ứng chỉ là khiến áp lực của linh vô tâm gia tăng đè sập thân thể của hắn nhưng mà linh vô tâm chưa thật sự là thua hắn rút lui chỉ là tìm các cơ hội tốt hơn hứa ứng ngẩng đầu nhìn lên đối mặt với linh vô tâm xung quanh y chiến sự đã nổi lên. Lương Việt tiên quân, Ngọc Giỏn tiên quân, một trái một phải hướng bắc đế giết tới. Vương Nhật An tiên quân thì lại nghênh chiến đông nhạc đại đế. Trường Sơn Tông đối đầu với Thương Ngô, Thạp Nhị bắt túc tiên vương thì lại vây quanh luân hội nữ đế, nhưng mà vẫn không động thủ. Lương Việt Giỏn Ngọc năm đó cùng với Kim Hạ Kiếm Quân hợp lực chém giết bắc đế Bất đế tự nhiên là không chỉ bỏ qua các cơ hội báo thù lần này. Nhưng lần phục sinh này của hắn, chưa từng có cơ hội thu nạp hương hỏa của chư thiên vạn giới. Thần lực xa xa không bằng trước kia. Ở cái thế công của hai đại tiên quân rơi xuống, tràn ngập nguy cơ. Đột nhiên, thái sát sự tông thiên cung, sinh khí phủ quân, thống đỉnh chư thần đánh tới. Những tiên cung khác như là vũ thành, tội khí, thất phi, Dồn dập đánh tới, đến tương trợ ngũ đại phủ quân liên thủ cùng với bắc đế đối phó với hai vị tiên quân quỳnh chủ lần này ngươi chết rồi ta có thể lên làm bắc đế được chưa cảm thi liên uyển lũ thiên cung tổng lục phủ quân dò hỏi bắc đế hừ một tiếng các phủ quân khác giận tiếng mặt tất cả miệng năm lưỡi mười mắng chửi đại quân còn chưa chết sao có thể nói ra mấy cái lời đại nghịch bất đạo như vậy chứ đạo quân Ta chờ lệnh chém cái kẻ này Chờ sau khi ngươi chết Ta lên làm bắt đế được chứ Cái đồ khốn kiếp Ta xếp thứ hai Có thế nào cũng không tới phiên các ngươi Lương Việt Võ Ngọc Tiên Quân Ta hay là hứa ứng Trước lúc trước chúng ta đã từng gặp nhau rồi chứ Hứa ứng đột nhiên mở miệng nói Võ Ngọc Tiên Quân tế lên một đạo thần kiều Ngăn trở phong đô thần sơn đè xuống Năm đại phú quân đều tự thúc giục thiên cung Áp lên thần kiều một phát công tới hắn. Giữa Ngọc Tiên Quân thúc giục đạo tràng, sau lưng đạo thủ từ từ dâng lên, tiên quang rơi xuống, đem mấy vạn thần linh pháp bảo toàn bộ ngăn trở. Mặc dù phong đô ngũ đại thiên cung liên thủ, cũng không thể thương tổn hắn mảy may. Chiếc thể mang đến cho hắn một ít áp lực, để cho hắn không rảnh cùng với liên việt liên thủ về công bắt đế. Giữa Ngọc Tiên Quân vẫn còn dư sức, cười, nói <laughs> hứa Thiên Tôn chỉ nhớ rất là tốt Năm đó hai quân đệ chúng ta nghe nói là bắt âm lão nhi sắp sống lại Vì thế nguyên thần hàng lâm bị Hứa Thiên Tôn ngăn cản Hắn nói chính là cái chuyện Hứa ứng đem bắt đế sống lại Năm đó Hứa ứng đi đến Minh Hải Phong Đô Sơn Lúc phục sinh bất âm đại đế bất âm đại đế bảo hắn nâng đèn Nếu là bầu trời có dị biến liền dùng cái đèn này chiếu rọi bầu trời lúc bắt đế phục sinh quả nhiên là có một điều thần kiều áp chế phong đô sơn một người đeo mặt nạ mặt quỷ dẫm lên thần kiều hướng phong đô sơn mà đến khi đó thiên ngoại còn có một chút thân ảnh cường đại cực kỳ khủng bố hướng lấy đèn dầu chiếu rọi định trụ cái người mặt quỷ kia chính là định trụ nguyên thần của võ ngọc tiên quân võ ngọc cùng với lương việt hai cái tôn tiên quân chân thân ở thế gian khác nhận thấy bất đế phục sinh chân thân không cách nào đến cho nên chỉ có thể đem nguyên thần đi tới mà cái đèn dầu của bất đế vừa vặn là pháp bảo nhằm vào trong nguyên thần có thể khi mà hai người xâm lấn phong đô sơn định chủ nguyên thần của hai người hắn chỉ là khi đó hứa ứng tu vi thấp kém đèn dầu một lần Chứ có thể chiếu được một tôn pho tượng nguyên thần suýt một chút nữa đã cho nguyên thần của hai pho tượng tiên quân này hàng lắm nhưng cũng may lương vị tiên quân bởi vì cái chuyện bị gián chức không có tâm tình cùng với bất đế dập đầu đến cùng Thế bất đế hồi sinh đã thành định cục liền cùng với võ ngọc bỏ chạy hứa ứng cười nói <cười> lúc đó lương vị tiên quân nói một câu hai vị đều tự lưu đi ta rất là cảm kích lương vị tiên râu dài phiêu động vuông một cái cây thanh long uyển nguyệt đau lúc này đã định giết vào trong đạo tràng của bác đế Bác đế tế lên cái đèn dầu định trụ nguyên thần của hắn nhưng mà cái vị tiên quân này vẫn là mạnh mẽ tiến mạnh Ngang nhiên giết tới Hứa ứng nói Lúc đó lương Việt tiên quân có nói là Mọi người cùng là cái kẻ lưu lạc như là bắt âm Đối đãi như là tù nhân Sao phải liều mạng chứ Ta rất là ấn tượng Thế này trong lòng vẫn là cảm kích Trước đó không lâu ta gặp được Kim Hà Kiếm Quân Kim Hà còn nhắc đến hai vị đó Lương Việt Tiên Quân vung Thanh Long Yển Nguyệt đao chém xuống Thanh Long múa lượng đau qua ngưng tụ ngay lúc ánh đào quán hắn đột nhiên dừng lại phong đô sơn của bắc đế bị gió ngọc ngăn cản đang định liều mạng với lương việt thế vậy cũng vội vàng dừng lại hứa ứng tiếp tục nói kim hạ kiếm quân giờ phút này đang ở tổ đình cũng chính là ma vật được tiểu thiên tôn trọng dụng hắn một đời buồn bực không vui không được tiên định trọng dụng không có đạo hạnh của thiên quân cũng không có nào tiến quân đến cảnh giới thiên quân thật sự là đáng tiếc nhưng mà kinh tế tổ đình trên mặt của hắn lộ ra rất là nhiều nụ cười Lương Việt tiên quân thú đau sửng sợ Võ ngọc tiên quân thế thế Cũng nhận thấy được thần kiều của mình Khẽ nhíu mày Kim Hà, Võ Ngọc, Lương Việt, Tam Đại Tiên Quân Năm xưa phụ mệnh hạ giới chém chết bắt âm đại đế Ba người tu hành không giống nhau nhưng mà cảnh ngộ tương tự Lương Việt Tiên Quân trở lại tiên giới làm tiên quân Tôi có được phong thưởng nhưng mà không được trọng dụng. Sau đó thì vụng chỉ hạ giới, chấn thủ cửa vào nơi bỏ hoang. Đến nay đã có hơn 6 vạn năm. Võ Ngọc thì ở thế giới nguyên thủy, làm việc trông coi. Là một việc làm rất là thoải mái, nhưng mà nơi đó cái gì cũng không có, chỉ có một đám giả nhân. Hai vị tiên quân hơn 6 vạn năm qua đều không được chú ý tới. Nhưng càng được không như ý chính là Kim Hạ Kiếm Quân sau trận chiến với bất công đại đế Kim hại kiếm quân bị gắn cái tội là làm quỷ sợ Bị đại đế khắc hư Áp chế thi quỷ tiên vực Ngày ngày giao chiến với thi thể Bình Nam Thiên Quân Linh vũ tầm thấy thế, thế Vừa vàng cao giọng Nói Lương Việt Ngọc Giỡn Các ngươi đừng bị hắn khiêu khích Hãy dễ tiền giới không được trọng dũng Nhưng mà lần này nguyên quân lại một lần nữa sử dụng các ngươi Chính là cho các ngươi cơ hội trở về tiền giới Võ Ngọc ngẩng đầu cười Nói <cười> Bố thí của Nguyên Quân Chúng ta phải dập đầu tạ ơn Nếu không ngay cả xương chó ăn cũng không có Có phải như vậy không Linh vô tâm Trong lòng biết không ổn Vội vàng cười Nói <cười> <cười> Hay dù huynh trưởng Lúc này đang là ở trong thủy triều tam giới Thủy triều sắp tới rồi Tam giới thống nhất Lúc này nếu đứng sai vị trí tương lai sẽ không giữ được cái đầu đâu Hắn vừa nói ra cái lời này Võ Ngọc Tiên Quân có một chút chần chờ Hứa ứng chấp hai tay Từ từ cười Nói <cười> Nguyên Quân Hứa mổ ta cũng vậy Có thân phận địa vị gì Có thể hứa cho hai vị tiên quân Linh tố tiêu trần được phong làm Nguyên Quân Nhưng mà không có thực quyền Đứng về phía nàng Không phải là làm cho người ta nhạo bán sao Linh vô tâm giận tím mặt Ánh mắt gắt gao rơi vào trên người hắn tùy thời ra tay nhưng hứa ứng đứng ở nơi đó nhìn như là bị khí cơ của hắn tập trung nhưng mà đồng thời khí cơ của hứa ứng cũng đang tập trung hắn nếu hắn ra tay thì khí cơ dẫn dắt của khí cơ phản kích của hứa ứng cũng sẽ nói tiếp mà đến song phương thắng bại sinh tử còn chưa biết lương việt thu đau xoay người rời khỏi Nán lòng lười biến nói khi mà đạo quân bản lĩnh lớn như vậy để chỉ có thể ở trong mộ trường nhìn thi thể. Chúng ta cần tu khổ luyện, một thân bản lĩnh, một người ở thế gian trong coi giả nhân, một người thì trong coi đại nhân vật, bị dứt bỏ như một vật ướp muối. <laughs> tiền giới còn chưa có phong thưởng, chúng ta đã giống như là chó liều mạng kêu to, chẳng phải là ngu sửng lắm sao? Chờ tiền giới có phong thưởng, ta lại liều mạng cũng không muộn. Giỡn Ngọc Trần chờ một chút, vừa vàng cất bước đuổi theo hắn, kêu lên. Lão ca ca, chờ ta Linh vô tâm cả giận, nói Hai vị các ngươi, sau này đừng hòng được chống dũng Bác âm đại đế cũng lớn tiếng nói Thù của hai vị, ta sẽ tìm hai vị Lương Việt cũng không quay đầu lại, phất tay nói Chúng ta phụ mình làm việc, nhưng cũng là kết thù với các hạ Nếu là muốn trả thù, đến nơi bỏ quan mà tìm ta là được Liều mạng phụ bồi hai vị tiên quân không dừng lại nhanh chóng rời khỏi hứa ứng mỉm cười nhìn về phía nhị thập bác tú tiên vương từ đầu đến cuối vẫn không hề động thủ nhị thập bát tú tiên vương này thấy y nhìn sang anh mắt trốn tránh ai cũng chờn chờ linh vô tâm thấy vậy ha hả cười nói quát <cười> hứa lão cẩu nhị tập Bắc tú tiên dương là tiên dương trong tứ thiên cung Người đường hồng xảo quyệt để thuyết phục Hứa ứng coi như là không nghe thấy lời hắn nói Cười nói <cười> 28 về đạo quân Mãi vẫn không động Chắc là biết hư danh của hứa mổ rồi Lương Việt và Võ Ngọc Hai vị tiên quân đã đi rồi Thế thì bên chúng ta thừa ra một cái vị đại cao thủ Là bất âm đại đế Bất âm liên thủ với ta lại thêm luân hội nữ đế Chưa vậy đạo quân còn sống sót được mấy người Trong thập nhị bác túi tiên vương Quân thiên giáng túc tiên vương cười Nói <laughs> hứa Thiên Tôn Đừng có vợ chúng ta Chúng ta cũng nghe qua thanh danh đấu bộ tam chân rồi Nhưng mà chúng ta phụ thuộc vào Thanh Long Bạch Hổ Quyền Vũ Chu Tước Tứ Cung Không có liên quan đến đấu bộ của ngươi Tứ Cung chúng ta cũng chẳng sợ đấu bộ hừ, <laughs> Người đã bị thái tử của Nguyên Quân khóa chặt rồi Muốn di chuyển cũng không? không được Thương Thiên Tâm Túc tiên Vương nhận ra hứa ứng Đang phô chuyên thành thế nói bắt âm đại đế cũng không dọa được chúng ta Cái người duy nhất khiến chúng ta e sợ Chính là lương hội nữ đế Lần trước dây quét của lương hội nữ đế Thập nhị bất tú tiên dương đã bị hao tổn 10 vị Bị nước vào trong lương hồi Vì vậy tới giờ chúng ta vẫn còn kiếp sợ Huyền thiên nữ túc tiên vương Nói Tuy thanh danh đẩu bộ hứa tiên tôn của ngươi thật là lớn Nhưng mà tứ cung chúng ta đâu có sợ gì Lương hội nữ đế tuy mạnh Nhưng mà đó là lúc trước Giờ hắn khởi tử hoàng sinh thần lực còn lẽ bao nhiêu còn chưa biết được hứa ứng hơi xấu hổ cười nói <cười> các ngươi là thế lực tứ cung tứ cung bảo vệ tiên định quyền cao chức trọng các ngươi lại nghe theo điều khiển của nguyên quân vậy thì cung chủ tứ cung Dứt đầu hả nhị thập bác tú tiên vương ai nấy được câu mày nhị thập bác tú bọn họ chia ra thuộc tứ cung thanh long bạch hổ chu tước huyền vũ tứ đại thiên cung bảo vệ tiên đình là thế lực lớn ở bên ngoài lục bộ cung chủ tứ cung chính là chí tôn đích thân phong làm đế quân nghe theo điều kiện của chí tôn tiên đình hứa ứng nói lúc trước các ngươi phùng mệnh truy sát luân hồi nữ đế còn có công lao cho dù là chiến tử cũng đáng nhưng mà lần này danh bất chính ngôn bất thuận cho dù là chiến tử cũng không được phong thưởng gì thanh long đế quân chu tước đế quân các vị cung chủ còn lại Phải chửi thêm một câu Sau khi các ngươi chết đó Nói các ngươi là cái lũ chó má Ăn cây táo rào cây xuống Linh vô tâm vội vàng nói Các ngươi đừng nghe họ hứa nói năng linh tinh Hướng Ngươi chơi cái trò miệng lưỡi như vậy Không phải là cách làm của bậc đại trưởng phu Hướng ngửa đầu lên trời Cười nói <cười> Năm xưa Ta dùng miệng lưỡi lấy lòng lệnh được Ngươi không phục dạng phận Sao bây giờ lại không phải là đại trưởng phu rồi trong lúc nói chuyện Nhị tập bát tú tiên vương liếc mắt nhìn nhau Thoáng chần chờ Sau đó là từng người lưu lại phía sau Ai nấy ẩn nắp biến mất Luân hội nữ đế khẽ cuối người Gửi lại cảm ơn tới hứa ứng Nữ đế vừa mới khởi tử hoàng sinh Thực lực kém xa trước đây Nếu thực sự là động thủ Nhị tập bắt tú tiên vương Không cần chết mấy người Cũng có thể giết chết luân hội Lần này tử vong Có thể phục sinh hay không cũng khó nói Hứa ứng nhìn về phía Vương Nhược An Đang giao chiến với Đông Nhạc Đại Đế mỉm cười không nói gì Còn Trường Sơn Tông và Ngọc Hồ chân Nhân Đang bao vây cũng âm thầm hô không ổn Lương Việt Võ Ngọc Và tập nhị bác tú Tiên Vương Đã bị hứa ứng nói về lời khích đã bỏ đi Chỉ còn lại có bọn họ Vốn còn tự hứa ứng sẽ tiếp tục mở miệng khuyên bảo Nhưng mà không ngờ cái tên khốn kiếp này lại dừng lại Không có nói tiếp Họ hứa khốn kiếp Muốn ba người chúng ta chết ở đây đó mà Trường Sơn Tông Vương Nhật An tê dại da đầu Ngọc Hồ chân nhân đã thấy cái tình hình không ổn Lập tức phi thân bỏ chạy Vứt có hai vị tiên vương lại Thương Ngô Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng Bỏ qua Trường Sơn Tông Mà lao thẳng đến Ngọc Hồ Trường Sơn Tông là kẻ thù giết chết hắn năm xưa Mối thù sâu như biển Đương nhiên không đội chờ chung Nhưng mà Thương Ngô Đại Đế lại càng hận Ngọc Hồ chân nhân hơn Hắn coi Ngọc Hồ Chân Nhân là bằng hữu Bị bằng hữu bắn đứng Sau khi chết còn bị bằng hữu bố trí Luyện khí sĩ ngày ngày lấy rồi quốc lên thi thể Cái món thù này còn sâu hơn cả biển máu Nhưng hắn không quen đi đường Mắt thấy Ngọc Hồ Chân Nhân sắp bỏ trốn Thì đột nhiên một dòng sông đập ngang tới Ngăn cản đường đi của Ngọc Hồ Chân Nhân Cái dòng sông kia cực kỳ bất phạm Vừa mới xuất hiện đã quá nhiều nhân quả Nhân quả càng mạnh Thì khó mà bay lên mặt sông ngọc hồ chân nhân đã sáng tạo ra bình thiên chứng đạo kinh bản lĩnh và tài hoa cực kỳ bất phạm ở trong triều đình hắn không có môn phái chỉ có thể gia nhập dưới chướng quân nguyên quân nguyên quân cũng không có thực quyền đương nhiên không thể để cho hắn càng nhiều tài nguyên nếu có tài nguyên hắn đã sớm đột phá cảnh giới tiên vương trở thành tiên quân thậm chí là đi đến cảnh giới cao hơn nữa nhưng mà bình thiên chứng đạo kinh của hắn gặp phải nước của thiên hạ có thể nói là gặp phải khắc tinh. Ngọc Hồ Chân Nhân biến đổi thân pháp liên tục, nhưng vẫn bị lực lượng của thiên hạ kéo tới mặt sông. Thương Ngô Đại Đế cũng bị nước sông khắc chế rơi xuống mặt sông. Kẻ thù gặp mặt lập tức đỏ mắt. Thương Ngô Đại Đế đánh thẳng về phía Ngọc Hồ Chân Nhân, dáng vẻ như là có liều mạng cũng phải giết chết hắn, hung ác không gì sánh được. Cái người tới lên thiên hà chính là Sở Tương Tương. Nàng biết phụ thân của mình hẳn nhất là Ngọc Hồ Chân Nhân, thế là tìm cái cơ hội cái thế nước thiên hạ lên quả nhiên là hữu hiệu hứa ứng thì vẫn đứng yên tại chỗ Ngấn đầu lên nhìn linh vô tâm sắc mặt tươi cười nhưng mà lần này đạo tâm của y vừa bị linh vô tâm nhiễu loạn đã khôi phục ngược lại đạo tâm của linh vô tâm lại đang rối loạn vừa rồi tình thế còn tốt đẹp chỉ trong khoảnh khắc đã bị hứa ứng đánh tan rã đạo tâm của hắn khó mà không loạn hắn lập tức cảm giác được khí thế của hứa ứng càng ngày càng mạnh như là cuồng phong đại mãn quấn quanh lấy hắn, khiến hắn không dám di chuyển. <laughs> hắn, hắn còn dám tiến tới tiên giới sao? Linh vụ tâm chán nó đầy mồ hôi lạnh thầm nghĩ. Tiền phạm khác biệt, hắn là phạm nhân, ta đứng ở trên tiên giới là chiếm thế bất bại rồi. Ngay lúc hắn phần tâm thì hữu ứng bay lên không trung hóa thành một cái luồng cầu vòng lao thẳng lên tiên giới, cười ha ha. <laughs> Đại nhi tử Hôm nay di phụ Muốn đánh cho ngươi gọi ta là phụ thân Đã kết thúc tập 147 của bộ truyện Cảm ơn các bạn đã theo dõi Nếu các thấy, Hãy cho góp nhỏ một like một, một chia sẻ Và một đăng ký kênh nha Hẹn gặp lại các bạn ở tập 148 của bộ truyện Chạch nhà phi thân của tác giả Chạch Dương nha